Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ngành may mặc của mình. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng motor tiết kiệm điện và cách lắp ráp nó lên như thế nào để cho những khách hàng của mình á, sẵn tiện mình hướng dẫn khách hàng rồi mình sẽ quay video chia sẻ cho các bạn luôn. Những khách hàng họ mua những cái sản phẩm như mà motor tiết kiệm điện của mình nè, về mà biết lắp ráp và cũng như là chỉnh tốc độ nhanh chậm nè, chỉnh đảo chiều motor như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chỉnh tốc độ của cái motor tiết kiệm điện này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được là có một cái dấu cộng và cái dấu trừ nè. Khi mà các bạn muốn chỉnh tốc độ nhanh á thì các bạn cứ nhấn vào cộng lên. Thì max tốc độ ở cái motor này là 4.500 vòng một phút. Ví dụ như bây giờ mình muốn chỉnh cho tốc độ nó chậm xuống thì mình bấm dấu trừ ha. Bấm dấu trừ cho nó đi xuống đó. Thì càng xuống càng thấp thì motor mình nó chạy càng chậm nha các bạn. Để chỉnh cho nó chừng nó rất là thấp đi. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó chừng 500 vòng một phút, 500 vòng một phút nha. Thì bây giờ mình sẽ chạy test cho mọi người xem cái tốc độ của máy nha. Đó. Nó chạy khoảng 4 đến 6 trăm vòng một phút, nó rất là chậm. Thì bây giờ mình muốn tăng cái tốc độ nó lên như thế nào, các bạn bấm vào dấu cộng nha. Đó. Bấm vào dấu cộng thì số nó càng tăng cao thì tốc độ nó càng nhanh. Bây giờ mình sẽ tăng max lên cái tốc độ là 4.500 vòng. Cứ bấm dấu cộng ngoài sẽ tăng tốc độ lên, cứ tăng giảm có dấu cộng dấu trừ thôi, các bạn cứ nhấn lên đó. Rồi thì bây giờ tốc độ 4.500 vòng mình sẽ đạp thử test cho các bạn cùng xem nè. Đó, rất là nhanh đúng không ạ? Thì mình khuyến cáo các bạn nên xài từ 4.000, chạy tốc độ chừng 4.000 thôi. Nếu máy cũ mình, những cái máy mà xài lâu rồi mình nên chạy 4.000 thôi cho máy nó đầm êm, hoặc là chừng 3.800 đến 4.000 thôi là vừa rồi nha. Rồi cái thứ hai đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đảo chiều của motor. Ví dụ mình đang xài máy một kim thì mình muốn đảo cho, ví dụ như bây giờ mình đang xài máy giác sổ là nó sẽ quay vòng như thế này, và bây giờ mình muốn lắp cái motor này cho máy một kim thì mình phải đảo chiều cái motor lại. Thì các bạn bấm vào nút dấu cộng nè, giữ im. Đó, giữ im dấu cộng thì các bạn sẽ thấy được cái chữ B nó hiện lên như thế này, và cái vòng quay của motor là nó vòng quay ngược kim đồng hồ. Thì bây giờ bạn sẽ nhấn vào dấu trừ, nhấn giữ im nha, dấu trừ. Rồi thì các bạn sẽ thấy được cái vòng quay nó quay ngược trở lại, thì lúc này là motor mình nó sẽ quay ngược trở lại. Đó, đây là cái cách đảo chiều của motor. Thì khi các bạn chỉnh đảo chiều motor lại như thế này rồi, nó quay thuận kim đồng hồ là dành cho máy một kim, thì các bạn nhấn vào giữ dấu cộng nè, bấm giữ im nha. Đó, thì các bạn thấy được một cái nút ở đây nó hiện lên, các bạn nhấn thêm một cái nữa. Rồi khi mà các bạn thấy hai cái vòng số này nó quay vòng tròn là ok. Thì bắt giờ thì sẵn tiện mình quay video hướng dẫn cho những cái khách hàng mua những cái motor tiết kiệm điện bên mình nè. Sẵn tiện mấy bạn ở xa đó, họ mua nên họ không có biết cách ráp, thì sẵn tiện mình quay một cái video hướng dẫn mọi người cách lắp ráp cái motor tiết kiệm điện vào và mình để mình sử dụng. Còn nếu mà anh chị em cảm thấy lắp ráp khó quá thì cũng có thể nhờ mình để mình ráp sẵn thôi. Về anh chị em chỉ cần đổi cái motor cũ ra, tháo cái motor cũ ra, mình gắn cái motor mới vào. Thì nói chung sẵn tiện thì mình sẽ quay video hướng dẫn luôn để cho anh chị em cách biết lắp ráp và thay thế cái motor cũ nó như thế nào. Còn các bạn nào muốn mua motor về sử dụng thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình sẽ tư vấn cho. Thì khi mà các bạn nhận được cái thùng motor của mình như thế này thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái motor vào cái đế. Thì các bạn sẽ dùng cái lục giác 5 ly nè, các bạn mở cái con ốc này ra cho mình để mình gắn cái motor vào cái đế trước tiên. Đó, thì các bạn treo cái đế lên như thế này nè. Đó, các bạn gắn cái motor vào cái đế. Thì các bạn nhớ lưu ý là lật ngược cái dây điện xuống phía dưới nha. Dây điện là nó nằm ở phía dưới. Các bạn lắp vào thì nhớ lưu ý là cái phần dây điện nó nằm ở phía dưới. Đó, các bạn xỏ vào như thế này.
Rồi. Các bạn xỏ cái motor vào cái đế như thế này, rồi tiếp tục là các bạn sẽ lấy cái con ốc hồi nãy bạn mới tháo ra đó, các bạn lắp lại, siết cái motor cho nó chặt lại. Rồi, các bạn chỉ cần siết chặt lại cho nó giữ cái motor cho nó cứng lại là ok rồi. Tiếp theo là mình sẽ lấy một cái bịch ốc ra. Bịch ốc này ở trong một cái thùng motor, mình sẽ cho các bạn một bịch ốc như thế này. Rồi, thì các bạn sẽ lấy ra hai con ốc màu đen và hai con tán màu hình vuông, hai con tán hình vuông nha. Rồi, các bạn bỏ những cái con ốc này qua một bên. Rồi, tiếp theo là mình sẽ bỏ hai con tán này vào trong hai cái lỗ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ gáp cái bàn đạp này vào cái giá treo motor nè. Ở đây có một cái rãnh nè, các bạn đút nó vào. Đó, bạn đút nó vào như thế này. Ráp nó vào cái khớp nó đó. Bạn ráp vào cái khớp như thế này. Rồi, các bạn lật lên. Rồi, các bạn bỏ ốc vào và mình sẽ siết chặt lại. Bạn dùng lục giác 5 ly nha. Sử dụng lục giác 5 ly, bạn siết chặt lại. Thì ráp cái này nó cũng rất là đơn giản thôi mọi người, không có gì khó hết. Nếu các bạn thấy khó quá thì có thể nhờ mình ráp sẵn, là mình gửi nguyên bộ như thế này cho các bạn về các bạn đổi motor thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái jack này, jack kết nối giữa motor và cái khiển của chỉnh tốc độ nhanh chậm. Bạn rắc chắn vào, vậy là xong. Rồi, như vậy là mình đã ráp xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần tháo cái motor cũ này ra, cũ ra mà mình gắn lại nguyên cái bộ này là xong. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo cái motor cũ này ra để thay thế nè. Các bạn ở dưới motor thì nó có ba cái con ốc. Các bạn mở ba cái con ốc ở cái đế motor này ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ tháo cái đũa để gắn bàn đạp vào nè, mình tháo ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ nới một bên ốc ra nè. Mình sẽ nghiêng cái motor xuống là mình sẽ rút được cái motor ra nha mọi người. Đó, mình tháo một bên ốc thôi, một con ốc ở bên trái thôi. Đó, mình nghiêng xuống và mình rút cái motor ra. Như vậy là xong. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ mở hai con ốc này ra và mình không có sử dụng ba cái cây cốt này. Mình sẽ dùng ba cây cốt mà ở trong bịch mình cho các bạn á. Mình sẽ bỏ ba cây cốt này ra ngoài. Mình thay thế ba cây cốt mới. Thì khi mà mình gửi motor cho các bạn á, thì ở trong bịch này nó sẽ có ba cây cốt mới để các bạn thay vào cho nó vừa với cái motor của mình. Các bạn cứ xỏ xuống, xỏ ba cây cốt xuống và mình đóng xuống cho nó vào khớp. Rồi thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ bắt ốc và lông đền vào. Mình chỉ cần bắt hai con thôi nha, hai con bên phải thôi. Mình bắt hơi hơi thôi để mình gác cái giá đỡ motor lên. Rồi các bạn chỉ rá với sơn ốc vào thôi là được rồi. Đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái đế motor này lên.
cái bạn xỏ bên bên phải trước của bên mà mình gắn hai con ốc trước á, xỏ vào bên trong. Rồi rồi tiếp theo là mình sẽ xiết cái, mình sẽ gắn con ốc và lông đền ở cái con ốc bên tay trái nữa là xong rồi. Các bạn chỉ cần siết chặt ba con ốc này lại nữa là ok. Rồi thì tiếp theo mình sẽ gắn cái dây cua ro vào nha mọi người. Thì như vậy là khi mình gắn dây cua ro vào thì nó bị lỏng. Thì mình sẽ dùng cái mỏ lết nè, mình mở cái con ốc này ra, mở con ốc này là để tăng đưa dây cua ro nha mọi người. Dây cua ro mình nó lỏng hoặc là nó chặt quá thì mình tăng đưa dây cua ro. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái dây cua ro vào để mình chỉnh cái tăng đưa cho dây cua ro mình nó căng ra nè. Đó, các bạn dùng tay các bạn kéo về về hướng của mình làm cho dây cua ro mình nó căng ra ha. Dây cua ro mình căng ra xong rồi các bạn xiết con ốc này lại nữa là ok. Rồi các bạn nhớ lưu ý đừng chỉnh dây cua ro mình nó căng quá nha. Căng quá nó cũng không tốt, vừa phải thôi. Nó phải có cái độ trùng nhất định. Rồi tiếp theo là mình sẽ gắn cái dây điện vào nữa là xong. Thì cái nguyên cái bộ dây điện ở của mình gửi cho các bạn thì nó sẽ có một cái công tắc mới luôn. Các bạn thay thế cái công tắc cũ của mình luôn nha. Đó, nó có nguyên bộ dây điện có cái công tắc mới. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái vít nè để mình tháo cái công tắc cũ ra. Mình thay thế luôn, cái công tắc này nó cũng khá là cũ ra. Rồi thì bây giờ mình sẽ lắp cái công tắc mới vào và nữa là xong nha mọi người. Như vậy là thì ráp cái này nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn tháo ra như thế nào thì các bạn lấy cái vít đó các bạn gắn lại vào vị trí y như vậy thôi là xong. Rồi thì tiếp theo là mình sẽ cố định dây lại. Vì khi mình gắn xong á thì dây của mình nó rất là lòng thòng. Thì trong bộ mình có nguyên bộ ốc, mình sẽ có cái để giữ cái dây mình lại, để coi như là không có để cái dòng dây điện của mình nó lòng thòng, nó mất thẩm mỹ. Đó, các bạn đóng, các bạn nẹp những cái dây điện nó vào ở dưới gầm máy cho nó đẹp, cho nó được thẩm mỹ. Nói chung là mình sẽ nẹp lại cho cái đường dây của mình nó được gọn gàng, nó không có bị vướng. Rồi, thì tiếp theo là mình sẽ gắn lại cái dây bảo vệ nè. Ở đây có một cái chốt cao su bảo vệ các bạn nhét vào, vào để cho nó tránh nước nó vào á mọi người. Rồi tránh giật điện đầu này kia. Tiếp theo là mình sẽ gắn cái cây đũa để mà mình đạp cho motor mình nó hoạt động. Rồi, thì cái này thì gắn rất là dễ rồi, thì mình sẽ không cần hướng dẫn các bạn nữa. Các bạn xem nha.